Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Tham Ma á. Nam mô Sang Thầy á. Dạ, con kính lãnh lễ sư, con kính đinh lễ với cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và cho nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do chị Hồng Mai tụng đọc. Xin mời chị Hồng Mai. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Dạ, con kính lãnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể quý học viên trong lớp. Hôm nay Hồng Mai xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru bê ghi ri si khá ra bê chan ta lê khê vi ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê ha wát thùm hi khét đề phụng ma cha yam tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak kha gan tha pa na ga tít than ta san tri kê yang mu mi wa wa cha năng sa pa vô mê su nam tu tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta Thamma savana kalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Duttiyampi Buddhang saranang gacchami, Duttiyampi Dhammang saranang gacchami, Duttiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Iti piso bhagava arahang samma sambuddho, Vicca jagana sampanno sugato lokavidu, Anuttaro purisa dhamma sarati sat thadeva manussanang buddho bhagava tinatthi me saranang anyang buddho me saranang varang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang padapam sum varuttamang Buddhe yo kalito do so buddho kamatutang mamang. Swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditat bovinyu hitinatthi me saranang Anyang thammo me saranang varang Etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang Uttamang gena vandehang Thammang charuithang varang Thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamang Supatipanno bhagavato savaka sangho Supatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samijipatipanno bhagavato savaka sangho Yadirang chattari purisa yugani attha purisa bhuggala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo Anchalikaniyo anuttarang punya Kettang lokasa Tinatthi me saranang anyang Sangho me saranang warang
ê tê na sắp cha quát chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khanh cha đu vi thót ta măng sang khê yô khá lý tô đô tô sang khô ca ma tu tăng ma măng hoàn đà mi chê tí yăng sắp băng sắp bát tha nê su bát tít thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru phăng sa ca lăng sa đà sam bút thề át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê phanh cha sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nupa we na ham toa sap be upat da we aneka antaya piwina sam tua se sato sam butte pancha panya sancha chatu vi sati sahas sake dasa sata sahas sani namami sirasa aham Tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng namakara nu pa we na ham toa sắc đề u phát đa we a nê ca an ta a ya pi vi na sam tu a se sa to sam bút thê na bút ta ha sa tê a sa cha ta li sa sa ha sa kê vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang thành cha a cha rê na na ma mi hằng namakara lu pha we na ham toa sap be u pat da we a ne ka an ta ra ya di vi na san tu a se sa to sap be pu rat ti ma ya di sa ya sap ta we ra su khi hon tu sap đề cu rắc thi ma ya nu đi sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya đi sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya nu đi sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề bánh chi ma ya đi sa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp đề bát chi ma ya nu đi sa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya đi sa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya nu đi sa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Bê u pa ri ma ya di sa ya sa ta A we ra su khi hòn tu sắp Bê hát thi ma ya di sa ya sa ta A we ra su khi hòn tu sắp Bê sát ta A we ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp ya bất cha hòn tu ani kha hòn tu đi kha yuk kha hòn tu aroga hòn tu sampatti hi samit chan tu sukhi atta nang pariharan tu dukkha patta chanit dukkha payapatta chanipaya soka patta chanisoka hòn tu sap đề tỳ pa ni no akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakkham tu sa sanang akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakkham Kantu no garu Akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha pummattha deva naga
Mahesika Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu panino Akasattha japumattha devanaga Mahesika Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic và giảng tiếp bài học của chúng con. Kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các học viên. Dạ hôm nay xin là. Dạ xin chào. Giờ hôm nay chúng ta học tiếp phần Nhị Đệ Kinh. Trước khi nghe giảng thì chúng ta đọc lại phần bài học một tí để mình nhớ được một ít từ Pali. Và hôm nay chúng ta đọc hai trang từ Nhị Đề thứ năm tới sang qua cái trang thứ hai. Nhị Đề thứ năm có hai câu pháp, đó là Tapaniya Thamma các pháp viêm, Atapaniya Thamma các pháp phi viêm, Athit Vay Channa Thamma pháp, Athit Vay Channa Patha Thamma các pháp cách thức định danh, Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ, Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ, Panyati Thamma các pháp chế định, Panyati Patha Thamma các pháp cách thức chế định. Như đề thứ 9, Nam Manh Chát Ru Panh Chát, danh và sắc. Ở đây nó là hai câu pháp, tức là danh là một câu pháp, sắc là một câu pháp. Như đề thứ 10, Avichcha Chát Phava Tanha Chát, vô minh và hữu ái. Như đề thứ 11, Phava Dithi Chát Vipava Dithi Chát, hữu kiến và phi hữu kiến. Như đề thứ 12, Sasata Dithi Chát Ucheda Dithi Chát, thường kiến và đoạn kiến. Như đề thứ 13, Antawa Dithi Chát Anantawa Dithi Chát, hữu biên kiến và vô biên kiến. Đó là phần bài đọc mình đọc ngày hôm nay. Mình có hai trang. Mời ai đọc được trước giơ tay lên em tập đọc bài đi. Cô Phước Chi mời lớp đọc bài. Đã tập đọc bài hay tập bài để em làm quen với từ ngữ Bali. Xin mời học viên Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Xin chào cả lớp. Tapaniya Thamma các pháp viên. Atapaniya Thamma các pháp phi viêm. 6. Athi Vacchana Thamma các pháp định danh. Athi Vacchana Patha Thamma các pháp cách thức định. 7. Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ. 8. Panyati Thamma các pháp chế định. Panyati Patha Thamma các pháp cách thức chế định. Lên chúng con. Chính Na Manh Chá Ru Panh Chá danh và sắc. 10. Avichcha Chá Phá Quá Tanh Hà Chá vô minh và hữu ái. 11.
phá quá đích thí chế, quý phá quá đích thí chế, hữu kiến và phi hữu kiến. 12. Sát sá tá đích thí chế, út chê đá đích thí chế, thường kiến và đoạn kiến. 13. Anh tá quà đích thí chế, anh tá quà đích thí chế, phủ biên kiến và vô biên kiến. Dạ thưa sư, xin hết, con cảm ơn. Xin mời học viên Kim Phúc ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Ta bá ni gia tham ma các pháp viêm, á ta bá ni gia tham ma các pháp vi viêm. Số 6, á thí quá cha na tham ma các pháp định danh, á thí quá cha na bá tha tham ma các pháp cách thức định danh. Số 7, ni rút tí tham ma các pháp ngôn ngữ, ni rút tí bá tha tham ma các pháp cách thức ngôn ngữ. Số 8, bành nhất tí tham ma các pháp chế định, bành nhất tí bá tha tham ma các pháp cách thức chế định. Số 9, nhà manh chá, ru banh chá, danh và sắc. Số 10, avicca chá, quá phá quá tăng hà chá, vô minh và hữu ái. Số 11, phá quá đích thí chá, vi phá quá đích thí chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Số 12, sát xá tá đích thí chá, út chê đá đích thí chá, thường kiến và đoạn kiến. Số 13, ăn ta qua đích thí chá, ăn ăn ta qua đích thí chá, hữu kiến, hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ hết rồi. Xin cảm ơn. Hôm nay xin mời tá bá ni gia tham ma các pháp viêm, á tá bá ni gia tham ma các pháp vi viêm, á thi quá cha na tham ma các pháp định danh, á thi quá cha na bá tha tham ma các pháp cách thức định danh, ni rút tí tham ma các pháp ngôn ngữ, ni rút tí bá tha tham ma các pháp cách thức ngôn ngữ, tăng nhất tí tham ma các pháp chế định, tăng nhất tí bá tha tham ma các pháp cách thức chế định. Na manh chá ru panh chá là sắc. 10. Avicca chá phá quá tăng ha chá, vô minh và hữu ái. 11. Phá quá đích thí chá, phá quá đích thí chá, hữu kiến và phi hữu kiến. 12. Sát tá đích thí chá, út chê đá đích thí chá, thường kiến và đoạn kiến. 13. An tá quá đích thí chá, an an tá quá đích thí chá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ, con đọc xong ạ. Rồi, mọi người tiếp theo. Mời học viên An Nhiên ạ. Dạ, con kính thỉnh lễ sư và tư sư, con xin đọc. Tapaniya Thamma các pháp viêm, Atapaniya Thamma các pháp phi viêm, Athiwachana Thamma các pháp định danh, Athiwachana Patha Thamma các pháp cách thức định danh, Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ, Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ, Banyati Thamma các pháp chế định, Banyati Patha Thamma các pháp cách thức chế định. Dạ thưa sư kế không con. Namancha Rupancha danh và sắc, Avicca cha bá quá tần hà chá, vô minh và hữu ái. Bá quá đích thí chá, ví bá quá đích thí chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Sát sát tá đích thí chá, út chê đá đích thí chá, thường kiến và đoạn kiến. An tá quà đích thí chá, an an tá quà đích thí chá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ thư sư cũng đã đọc xong. Đến đây tiếp theo. Xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo ạ.
thưa sư, con xin đọc bài ạ. Atapani già thầm mà các pháp viêm. Atapani già thầm mà các pháp phi viêm. Athivachana thầm mà các pháp định danh. Athivachana patha thầm mà các pháp ách thức chết. Các pháp ách thức định danh. Niruti thầm mà các pháp ngôn ngữ. Niruti patha thầm mà các pháp ách thức ngôn ngữ. Bành nhất tí thầm mà các pháp chế định. Và nhắc tí ta thà thầm mà các pháp cách thức chế định. Nam anh chá, ru anh chá, danh và sắc. Á quýt chá chá, phá quá tăng thà chá, vô minh và hiệu ái. Phá quá đít thi chá, quý phá quá đít thi chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Sắc giá tá đít thi chá, Úc chê đá đích thị trá, thường kiến và đoạn kiến. An tà hoa đích thị trá, an tà hoa đích thị trá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Rồi, mọi người tiếp theo. Xin mời học viên Tô Quốc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Đọc cái này luôn hả sư ạ? Vâng, để cho sư chạy. Dạ. Dạ, thưa sư. Atapani yatama các pháp viêm. Atapani yatama các pháp viêm. Ativachana tama các pháp định danh. Ativachana bhattha tama các pháp cách thức định danh. Niruti tâm mà các pháp ngôn ngữ. Niruti patta tâm mà các pháp cách thức ngôn ngữ. Bày nhất tí tâm mà các pháp chế định. Bày nhất tí patta tâm mà các pháp cách thức chế định. Nhà sư kéo giúp chúng con ạ. Nam anh chá, rô banh chá, danh và sắc. Áo viết chà chá. Phá quá tành, phá quá tá, phá quá tành hà chá, vô minh và hữu ái. Phá quá đít tí chá, vi phá quá đít tí chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Sát sát tá đít tí chá, sát sát tá đít tí chá, út chê đá đít tí chá, hữu kiến và đoạn kiến. Anh ta nà đích chi chá. Anh ta hòa. Dạ. Anh ta hòa đích chi chá. Á nàn ta hòa đích chi chá. Hữu kiến và vô hữu kiến. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Thưa sư, con xin đọc Hoa Nguyễn. Dạ, chào bé Phước gì đó bên này. Dạ. Bé đọc ra tại nick nó sẵn hai người. Dạ dạ, xin mời. Phước Minh. Minh Phước. Dạ, Minh Phước. Sư kéo. Dạ, sư kéo giúp dùm con à. Sư con xin đầu. Tapaniya Thamma các pháp viêm. Atapaniya Thamma các pháp phi viêm. Á thí quá chánh là thầm mà các pháp định danh. Á thí quá chánh là bát hà thầm mà các pháp cách thức định danh. Ní rút tí thầm mà các pháp ngôn ngữ. Ní rút tí bát hà thầm mà các pháp cách thức ngôn ngữ. Bành nhắc tí thầm mà các pháp chế định. Bành nhắc thí bát hà thầm mà các pháp cách thức chế định. Tiếp đi. Dạ sư, dạ rồi. Nhớ sư à. Nhà mang chá, rù bành chá, danh và sắc. Á quýt chà chá, phá quát tăng hà chá, vô minh và hữu ái. Phá quát đích thí chá, quý phá quá đích thi chá, hữu kiến và phi hữu kiến.
chá anh nằm tá hòa đích thí chá ủ biên kiến và vô phụ vô biên kiến người ta sư con sẽ nói rồi mọi người tiếp theo viên hoa nguyễn dạ thưa sư xin đọc tapaniya thamma các pháp viêm atapaniya thamma các pháp phi viêm athivacchana thamma các pháp định danh athivacchana patha thamma các pháp cách thức định danh niruti thamma các pháp ngôn ngữ niruti patha thamma các pháp cách thức ngôn ngữ panyati thamma các pháp chế định panyati patha thamma các pháp cách thức chế định namanja rupanja janvasa avijja cha pavatanha cha vô minh và hữu ái pavaditthi cha vipavaditthi cha hữu kiến và phi hữu kiến sasataditthi cha uccheditthi cha thường kiến và đoạn kiến antavaditthi cha anantavaditthi cha hữu kiến hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ thưa sư xin hết. Mời học viên Trâm. Dạ thưa sư xin đọc bài Tapaniya Thamma các pháp viêm Atapaniya Thamma các pháp phi viêm Athivacchana Thamma các pháp định danh Athivacchana Vacchana Patha Thamma các pháp cách thức định danh Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ Panyati Thamma các pháp chế định Panyati Patha Thamma các pháp cách thức chế định Namancha Rupancha Yanvasa Avijjacha Pavatanhacha vô minh và hữu ái Pavadithicha Vipavadithicha hữu kiến và phi hữu kiến Sasataditthicha Uccheditthicha thường kiến và đoạn kiến Antavaditthicha Anantavaditthicha hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ thưa sư xin hết. Rồi, còn ai nữa không? Dạ thưa sư, các học viên đã học xong bài. Rồi, đó là phần bài học. Phần bài học này thì nếu mà các tử nằm có bộ pháp tụ thì mình sẽ xem nó trong phần phần mũ đề kinh trang 21, 21, 22, 23 là phần nhị đề kinh. Nhưng mà trong đó thì mình chỉ có phần tiếng Việt thôi. Tại bản dịch chỉ lưu lại tiếng Việt. Phần Bali này là cái phần xưa. Lấy thêm ở trong văn bản gốc của Bali. Thêm vào để mình học từng có ngôn ngữ Bali để mình đối chiếu. Rồi trong lúc học thì nếu mà các tử có bộ pháp tụ á, mình cũng nên để kế bên đi để tại chắc bình thường nếu mà bắt mình đọc bộ gì pháp này chắc mình cũng hiếm khi đọc, mà nếu mà sẵn có cơ hội mình đang học như vậy thì mình có thể đọc luôn cái phần tức là có cái phần giải thích, nhất là trong phần tặng học nhị đề kinh này thì trong kinh giải cũng trong văn bản cũng giải thích rất là ngắn. Cho nên sư sẽ mời các tử mình đọc cái phần giải thích theo ở trong chánh văn, rồi sau đó mình sẽ nghe giảng thêm. Thì cái phần giải thích ngày hôm nay mình học đó là nằm ở trang 338, 339, 338, 338, 339. Bây giờ chúng ta sẽ học bài trước, rồi chừng nào tới phần đó thì nếu mà ai có chuẩn bị sẵn thì sư sẽ mời đọc. Bây giờ hôm nay là mình học nhị đề 6-7-8. Thì đây là phần nhị đề số 7, số 8, số 9.
ở đây là người số 7, số 6, số 7, xin lỗi, số 6, số 7, số 8. Thì cái nhị đề số 6, số 7. Số 8 này nó chỉ khác nhau về mặt về cái cách trình bày về ngôn ngữ thôi, nhưng mà về nội dung của pháp nó giống nhau, cho nên mình gom lại thành một cái bài học. Thì trong đề số 6 mình có hai câu pháp, đó là thứ nhất là thi bất chân là tham ma là các pháp định danh, thứ hai đó là thi bất chân là bát thà tham ma pháp bát thức định danh, đó là câu pháp số 11, số 12. Vì đề số 7 thì mình có hai câu pháp, đó là niruti tham ma các pháp ngôn ngữ, niruti bát thà tham ma các pháp bát thức ngôn ngữ, là câu pháp số 13 và số 14. Rồi có nghị đề số 8 là panyati thamma các pháp chế định, panyati tipatha thamma các pháp cách chế định, tức là câu 15, câu 16, câu 15, câu 16. Thế đây mình nếu mình xem ở trong cái bản giải thích ở trong chánh văn, có ai có thẳng sẵn chánh bộ pháp từ cái bên chưa? Ai dạ, có? Dạ thưa sư, con mới nhận được á, con có nè. Có lật chưa? Dạ thưa sư, đặt trang mấy sư? Bây giờ mình có trang 338 nè. Dạ. 338 mục 841. 338. 441. Bây giờ để sư đọc làm quen thêm buổi nữa đi, thì sau mình sẽ học đọc ở trong chánh văn này để mình lưu lại luôn. Thì ở đây cái cách giải thích của ba cái câu pháp này ở trong chánh tạng như thế này. Trường hợp thứ nhất đó là thế nào là các pháp định danh. Pháp là sự ước định, sự chỉ định, sự chế định, sự chỉ danh, tên gọi, sự nêu tên, ngôn ngữ, từ vựng, sự gọi tên của mỗi mỗi pháp ấy. Đây là các pháp định danh. Tất cả pháp đều là cách thức định danh. Đó là cái cách giải thích cho cái nhị đề số 6. Nhị đề số 7. Thế nào là các pháp ngôn ngữ? Pháp là sự định ước, sự chỉ định, sự chế định, sự chỉ danh, tên gọi, sự đặt tên, sự nêu tên, ngôn ngữ, từ vựng, sự gọi tên của mỗi pháp ấy. Đây là các pháp ngôn ngữ. Nên thấy giải thích giống nhau ý hình. Đó là cái cách giải thích cho cái câu pháp số 13, 14, tức là nhị đề thứ 7. Nhị đề thứ 8. Thế nào là các pháp chế định? Pháp là sự ước định, sự chế định, sự chỉ định, sự chế định, sự chỉ danh, tên gọi, sự đặt tên, sự nêu tên, sự ngôn ngữ, từ vựng, sự gọi tên của mỗi pháp ấy. Đây là các pháp chế định. Tất cả pháp đều là cách chế định. Thì đó là các giải thích ở trong chánh tạng cho ba câu pháp này. Ba nhị đề của sáu câu pháp này chúng ta thấy là giải thích giống nhau ý hình. Mà mình có hiểu hay không là tùy theo. Thì ở đây đó là sẽ dĩ ba câu pháp mà được giải thích giống nhau, nhưng mà lại là trình bày tới ba trường hợp. Là vì nó có một số trường hợp, là vì ở đây mình học á, mình học ở trong, mặc dù là ở trong chánh tạng, nhưng mà không nghĩa là Đức Phật ngài thuyết giảng là tại chánh tạng này là mình được, là được kết tập lại, tức là kết tập và sắp xếp lại theo các nhà kết tập, chứ không phải là Đức Phật ngài thuyết theo thứ tự là nó như vậy. Nhất là phần này đó là phần nhị đề kinh, tức là nằm ở trong kinh tạng lấy ra. Thì lấy ra chỗ này chỗ kia, cho nên nó dẫn đến đó là cái nhị đề có nội dung pháp giống nhau nhưng mà trình bày khác nhau.
là bây giờ trong các trình bày đó là chúng ta thấy là Đức Phật đó, là bây giờ vì Ngài biết là cái khả năng, cái trình độ của mỗi cái hội chúng và phải dùng từ ngữ như thế nào để hội chúng đó nghe và có thể tiếp thu được. Dạ. Cho nên mỗi một hội chúng được sử dụng thuyết giảng bằng một cái đề nhau, mặc dù nội dung giống nhau. Nó giống như là chúng ta học trong Pháp Cú Kinh, chúng ta thấy là chỉ đồng với một cái nghĩa đó là Bà La Môn. Dạ. Nhưng mà chúng ta có mấy bài kệ về cách định nghĩa để như thế nào gọi là Bà La Môn, là nhiều cái cách khác nhau. Và mỗi một cái cách trình bày như vậy sẽ đem lại cái lợi ích, đó là thắng quả cho người nghe. Thì cái đó cho chúng ta thấy là tức là tùy theo trường hợp, cái đối tượng là người nghe đó, họ ở trình độ nào và phải ngôn ngữ như thế nào để mà người nghe người ta hiểu được. Nó giống như là bây giờ chúng ta ví dụ ở trong đất nước Việt Nam mình thôi, ví dụ như là chúng ta ra ngoài Bắc á, thì chúng ta phải học một số từ ngữ mà địa phương họ thường sử dụng để khi mình nói thì họ dễ tiếp nhận hơn. Tương tự chúng ta về mà vào ở trong Nam thì mình cũng có một số từ ngữ giải khác theo cái quy định của địa phương mà người học đó là cần, người truyền bá đó là cần phải học thêm cái ngôn ngữ đó để mình nói người ta dễ hiểu. Dạ. Hoặc là đơn giản thí dụ như là chúng ta thấy là những kinh điển mình được ghi lại ngày xưa đó là theo các nhà nghiên cứu thì những kinh điển được xem là gần gũi nhất với lời dạy của Đức Phật đó là được ghi là chép lại bằng tiếng Pali. Dù vậy nhưng mà để việc truyền bá Phật pháp được thuận tiện, người nghe có thể tiếp nhận được cái nội dung giáo lý, thì bắt buộc cái người truyền bá Phật pháp đó là họ phải cố gắng dịch cái ngôn ngữ Pali đó sang một cái ngôn ngữ, cái địa phương ngữ đến những ở những nơi mà họ đến, hoặc là chỉ các cách để người địa phương đã học cái ngôn ngữ Pali rồi sau đó họ tự dịch từ cái ngôn ngữ Pali đó sang một cái ngôn ngữ khác, cái ngôn ngữ của mình. Ví dụ như là ngày nay mà chúng ta có cơ hội chúng ta tiếp cận được văn bản Pali được dịch sang tiếng Việt là do nhờ có công của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài cố gắng Ngài dịch cái tạng kinh, rồi Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài cố gắng dịch sang cái tạng Bi Diệt Pháp để chúng ta có được cái ngôn ngữ. Mặc dù trong cái ngôn ngữ tiếng Việt đó thì đâu vẫn có nhiều chữ Hán, nhưng mà ít nhất là nó cũng chuyển sang được cái chữ viết của mình. Mình mặc dù mình không có hiểu hết được, thật ra thì ngôn ngữ nào cũng vậy thôi, dù mình là người của dân tộc đó nhưng mà không có nghĩa là mình hiểu được hoàn toàn cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ của mình, mà nó vẫn hạn chế, tức là tùy theo cái khả năng của mỗi một người, tại mình không phải là nhà ngôn ngữ học. Thì nói như vậy để tại sao mà cái nội dung pháp nó giống nhau nhưng mà được trình bày ở nhiều câu pháp khác nhau, thì ở đây chúng ta nói đó là về nội dung của ba câu pháp này thì mình chỉ nói chung lại đó là ví dụ như là về mặt ở đây chúng ta sử dụng cái chữ là các pháp định danh hoặc là các pháp cách thức định danh, tức là một cái cách vi định
để mình gọi một tên của một cái gì đó và cái phương pháp quy định của nó. Thí dụ như là chúng ta học cái việc pháp, mình học vi, mình học vi diệu pháp là khi mà người ta gọi là đắc, khi mà người ta gọi là đắc thì mình thì người cái từ ngữ đó là được người ta quy định. Nhưng mà theo pháp thực tính của người hiểu, người hiểu là đắc. Theo quy diệu pháp đó là cái gì mà nó có cái gì mà nó kính kính niệm miệt, kính kính niệm miệt thì cái đó người ta gọi nó là đắc. Như vậy ở đây đó là gọi là đắc, là đó là cái quy định, cái chế định của ngôn, trong cái ngôn ngữ mà người ta gọi nó. Và theo cái pháp thực tính thì người ta hiểu cái đắc đó là cứng cứng mềm mềm, cứng cứng mềm mềm. Thì đó là cái cách mà một cái cách mà người ta quy định và cái phương pháp quy định của nó, và bắt buộc nó là mình phải gọi như vậy, mình phải hỏi, mình phải gọi như vậy thì cái người hiểu họ mới hiểu được. Còn nếu mình gọi khác ngoài cái quy định, nó giống như là ở đó người ta quen, ví dụ như là mình ở trong Nam thường gọi là mình gọi là bông hoặc là mình gọi là bông hoa, thì gọi gì thì người ta hiểu ngay. Nhưng mà nếu mình gọi một cái gì đó khác, một từ nào đó khác nó hiểu, vì cái đó sao nó ngoài cái quy định mà người ta đã quen gọi nó. Và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta đi đến một cái nơi khác cũng cái đồ đó, cái món vật đó, nhưng mà vì cái cách gọi khác nhau, vì cách gọi khác nhau cho nên nó dẫn đến đó là cái mình không có hiểu, mình cũng không có hiểu. Nó không nghĩa là sai cách thức quy định, nhưng mà vì ở tại mỗi một địa phương, một cái địa điểm người ta quy định nó khác nhau. Thì đó là nói về cái ba cái câu pháp này. Về mặt chi pháp á, thì ba chi pháp, cả ba câu pháp thì nó có, nó được cái chi pháp nhau. Các nhân đều có ba cái chi pháp giống nhau, đó là thinh chế định giúp người nghe hiểu biết được. Thinh chế định giúp người nghe, giúp người nghe hiểu biết được. Tức là sao? Tức là thông qua cái lời nói mà người ta đã quy định nó, thì mình nói thì người ta hiểu được. Thì đương nhiên cái này thì giống như sư nói lúc nãy, thì không phải là mình sử dụng một từ đó mà tất cả các địa phương mà người ta hiểu được, thì nó cũng tùy theo địa phương mà người ta quen sử dụng với cái ngôn ngữ nào, cái từ ngữ nào. Thì mình sử dụng theo cái từ ngữ đó mà khi mình nói thì người ta nghe thì người ta hiểu được, thì cái đó người ta gọi là thinh chế định giúp người nghe mà hiểu biết được. Người nghe hiểu biết được, cái đó là dành cho trường hợp mà câu pháp số 1 ở ba tiêu đề. Câu thứ hai đó là tất cả các pháp thực tính là nhân của thinh chế định, được phát sanh do âm thanh làm chủ hiện bài. Tức là cái âm thanh mà có được, mà người ta quy định được ra cái từ ngữ để mình gọi đó, nó xuất phát từ cái nhân đó là có pháp thực tính. Có pháp thực tính, tức là trong tất cả
trong tất cả các từ ngữ mà mình gọi các từ ngữ mình gọi mình đặt tên cho cái này cái kia thì nó được xuất phát được, nó đều xuất phát từ cái pháp thực tính là nhanh. Nó cũng phát từ tính là nhanh rồi mình đặt tên nó bằng cách này cách kia, ví dụ như là mình gọi là cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái chén. Nhưng mà thực chất những cái đó khi mình chạm vào thì nó là cứng cứng hoặc là mềm mềm, tức là cái pháp, cái nhân để người ta đặt tên nó ban đầu nó là gì theo pháp thực tính thì nó chỉ là đất thôi. Nhưng mà theo cái quy định, cái chế định đó người ta đặt cái này cái kia gọi gọi, nhưng mà cái nhân của nó ban đầu nó vẫn xuất phát từ cái pháp thực tính. Thì đó là cái chi pháp của ba câu, chi pháp của ba nhị đề nó chỉ có bao nhiêu đó. Tiếng nước ngoài lớn quá sư. Dạ. Lớp có học được không? Nghe anh chị học được không? Nếu mà sư mà có tai phone đó sư, sư có tai phone sư mang vô chắc nghe được đó sư. Tai phone cái máy này thì không có sử dụng tai phone được, máy này chỉ sử dụng được loa ngoài thôi. Để sử dụng. Là một cầu nằm rút là một cầu nhiều, còn bước chân người này lên từ nọ cái mình quên từ nọ kia thì sẽ thấy là cái tâm gì nó tan rõ lắm. Nguyện gom chung lại để phủ nguyện các tổ thân bằng nguyện thuộc bạn bè thân hữu tất cả những người mình quyến thuộc, đặc biệt là trong cái mùa Covid này khi chúng ta làm tốt cái tâm nguyện không chỉ là người thân mình mà nguyện cho tất cả những chúng sanh ra đi trong cái mùa Covid này. Họ nhận được xong cái chuyện của họ đúng không? Đâu phải là nguyện là được đâu. Mình nguyện như vậy nhưng mà để nếu như chúng sanh nào cứu được là đó không được. Là cái chuyện của họ nữa. Nhiều có những chúng sanh nó đứng trước mặt mình mà nhận được cái nghiệp nó nặng quá thì cũng không được mà. Còn về nhà mình chia bước thì chỉ có gia đình mà cái người đó biết đạo và nghĩ là mình chia bước ra gọi thằng này ta biết đạo mà gọi là các là sanh chi chân lý thì lúc đó chúng ta không cần nói thành lời, chúng ta chỉ thành tâm. Hôm nay đi chùa qua từ công đức này và công đức kia xin chia cùng tất cả những thành viên trong gia đình. Còn những người nào có con gái chưa biết Phật pháp xin duy trì ngay gia hộ và mẹ tâm như này. Cái cách của sư đó nhà là vậy. Hay cầu bước để hộ đi chuyển tâm hộ giúp mình. Giúp mình. Rồi. Cái câu kinh đâu có đâu, chắc nó yếu quá, nhiều người xài quá thì nó hơi yếu. Rồi bây giờ đó là cái phần à. Ôi nãy giờ sư trình chiếu có tắt tưởng có nhìn thấy không vậy? Dạ thấy thì sao có nhìn không nghe chứ trơn sư. Sao không nghe chi thế trơn lần sau? Dạ nghe rõ. Giờ mới nghe đó sư, lúc nãy giờ không nghe. Bây giờ nãy sư chạy ra ngoài sư có cái loa bên ngoài đi, mấy cái loa rẻ xong nó
Tại dù có mấy người cả tỷ dụng nói tiếng Pháp nhưng mà có mấy người nhưng mà mở lo ngoài nó hơi ổn. Chứ nên sư ra sư coi lo ngoài đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn đề thứ thứ 9. Thứ 9 thì có câu pháp đó là Nam Anh Chá, Rù Anh Chá, Danh và Sắc. Làm có chữ Nam Mang với Chá là một câu pháp ban với Chá là câu pháp thứ 2. Nhưng mà tại cái cách nó sử dụng Chá cho nên mình biết, nhưng mình biết luôn hai cái ly. Rồi sau đó mình dịch ra câu tiếng Việt. Thì ở đây đó là mình, bây giờ cái phần chúng ta nghe cái cách giải thích ở trong trong chánh tạng trước. Bây giờ ai ai đã mở sách, mình đọc cái phần giải thích phần danh và sắc này giúp sư tại trang 339 mục 844. Đó là phần giải thích của danh và sắc. Có ai đọc được không? Dạ thưa sư, con xin đọc. Nè. Dạ. Ở đây thế nào là danh? Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và vô vi giới. Đây gọi là danh. Ở đây thế nào gọi là sắc? Tức bốn đại hiển và sắc nương bốn đại hiển, đây được gọi là sắc. Dạ thưa sư. Ừ. Dạ thưa sư, xin hỏi. Thì đó là cái phần giải thích ở trong chánh tạng chỉ có như vậy thôi. Chỉ có như vậy thôi. Thì ở đây trình bày danh và sắc á, làm dựa trên cái gì? Thứ nhất là về phần yếu tố danh. Danh ở đây đó là chỉ cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn và vô vi giới. Vô vi giới ở đây chỉ cho niết bàn. Thì ở đây nếu cái đấy, cái này là cách trình bày theo theo năm uẩn rồi thêm niết bàn. Mình cũng có thể trình bày theo một cách cách khác, đó là danh và sắc theo cái pháp thực tỉnh. Bây giờ ai trình bày được phần tổng quát của danh và sắc theo pháp thực tính? Theo pháp thực tính ai trình bày được? Cái này thì mình trình bày theo năm uẩn. Bây giờ không, mình không trình bày theo năm uẩn mà mình trình bày theo cách khác mà nó cũng là danh và sắc. Ai trình bày được? Dạ thưa sư, con xin nói về cơ sư cơ đúng không ạ? Rồi. Dạ. Là cũng như là trình bày về năm uẩn không sư? Trình bày khác ngoài năm uẩn. Ở đây trong năm uẩn thì trong sách trình bày rồi. Dạ. Là mình lấy chi pháp là mình trình bày. Bây giờ mình nói trong pháp thực tính, biết pháp thực tính không? Pháp thực tính là gồm có gì? Là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Không phải, nó gì nó cái đó là nói năm uẩn. Dạ thưa sư, con xin nha. Rồi. Dạ. Bốn pháp chân đế, thứ nhất là tâm, thứ hai là tâm sở, thứ ba là sắc pháp, bốn là niết bàn. Đó là bốn pháp thực tính, bốn pháp chân đế. Rồi bây giờ bốn pháp đó mình phân nó là danh là sắc, mình phân mình sao? Cô Tinh Thành nói tiếp đi. Dạ, danh là tâm, tâm sở và niết bàn thưa sư. Còn sắc pháp thì thuộc về phần sắc. Tức là nếu tức là mình trình bày ở đây thì sắc trình bày một trường hợp cho mình. Thì vì mình trình bày theo cách khác, ví dụ như là trong cái bốn pháp chân đế thì mình có là danh, mình có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì trong đó thì mình có 121 tâm, 52 tâm sở và niết bàn.
thì nó thuộc về danh. 28 sắc pháp thì thuộc về sắc. Đó là trình bày một cách khác hoàn toàn đúng, không sai. Còn ở đây mình là trình bày theo cái cách đó là năm uẩn. Thì năm uẩn ở đây mình có thọ uẩn, đó là tâm sở thọ. Tưởng uẩn đó là tâm sở tưởng. Còn hành uẩn đó là 50 tâm sở. 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng. Thức uẩn thì là 121 tâm. Và vô vi giới là chỉ cho niết bàn. Thì chúng ta thấy là sao cũng giống hồi nãy gì hả? Cũng là 121 tâm, 52 tâm sở và niết bàn. Rồi phần sắc thì là gì? Tức là bốn đại và sắc nương bốn đại được gọi là sắc. Thì là 28 sắc pháp, là bốn sắc đại hiện với lại 24 sắc y sinh. Như vậy mình có và ở trong cái cách học học chi pháp mà về danh sắc á, về danh sắc á, ví dụ như là mình có nhiều cái cách phân chia lắm. Ví dụ như là chúng ta học về sáu xứ thì mình có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Và thì ở trong nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ, thì chúng ta thấy là ở trong năm xứ đó, nếu mình muốn phân danh sắc thì mình phân sao? Trong sáu xứ đó nếu mình phân danh sắc thì phân nó phân. Cái nào danh, cái nào sắc, phân được không? Có ai phân được không? Phân được à? Thì chúng ta thấy là sao? Nhãn xứ là chi pháp của nó là gì? Đây là thần kinh nhãn. Nhĩ xứ thì sắc thần kinh nhĩ. Tỷ xứ thì sắc thần kinh tỷ. Thiệt xứ thì sắc thần kinh thiệt. Thân xứ thì sắc thần kinh thân. Thì cái đó nó thuộc về sắc thôi. Thì ý xứ nó là phần, là nó thuộc về phần danh. Nó thuộc về phần danh thôi. Tức là nhiều cái cách mà mình phân nó thành danh sắc. Ở đây thì trong trường hợp này thì người ta chỉ trình bày một trường hợp như vậy thôi. Nhưng mà đến khi mình học nó, mình vẫn hiểu cứ cái nào nó thuộc về phần danh. Thì mình cứ phân nó qua phần danh. Cái nào phần thuộc về phần sắc thì mình cứ phân nó phần sắc thôi. Nó nhiều cách phân khác nhau. Miễn sao mình tìm ra được chi pháp. Khi mình phân xong á, là mình thấy là cái này nó thuộc về phần vật chất nè, thuộc về yếu tố vật chất. Thì nó thuộc về phần sắc, còn lại thì là phần danh. Phần danh là được. Và này thì bốn pháp định lúc nãy, bốn pháp chi định, bốn pháp chuyên đề hay là các chi pháp thì 152 tâm sở và niết bàn giống như là phần danh pháp. Còn sắc là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Thì cái nhị đề đó nó chỉ có cái gì đó. Thì nó tùy theo mình phân để mình học rộng thêm. Còn nếu mình chỉ theo ở trong chánh tạng thì mình chỉ có một cái cách phân duy nhất, đó là phân theo năm uẩn rồi thêm cái niết bàn. Là phân thành danh vị sắc. Còn nếu học mở rộng thì phân tích theo ví dụ như mình phân tích theo bốn pháp chân đế, mình phân tích theo sáu xứ hoặc là theo 12 xứ, rồi phân theo 18 giới, phân theo 22 quyền, nếu mà học mở rộng ra mình phân tích ra.
Thì cứ khi mà phân tích nó thì mình sẽ liệt kê ra cái nào nó thuộc về phần vật chất, hay cái nào nó có chi pháp thuộc về phần vật chất, thì cái đó nó thuộc về sắc, cái phần còn lại thì nó thuộc về danh. Rồi trong phần danh này á, danh này chúng ta cũng để ý nữa mà. Ví dụ ở đây mình có là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn và vô vi giới. Thì chúng ta thấy là trong danh này nó còn chia ra làm hai. Cái danh mà nó thuộc về bốn danh uẩn, thì cái này là nó danh pháp mà hữu vi, tức là nó còn bị tạo tác. Danh pháp hữu vi còn bị tạo tác. Còn vô vi giới ở đây chỉ cho nếp bàn thì nó không có sự tạo tác nữa. Thì đó là phần ra cái phần này thì thật ra là ở trong phần cơ bản mà mình đã học rồi. Cái phần này giống như học để mình ôn lại theo cái cách mà mình ở trong tạng kinh, trình bày trong tạng kinh, rồi mình phân nói thi lại theo trong quy diệu pháp cho nó rõ từng phần thôi. Tại chúng ta học ở trong tạng kinh á, thì chúng ta chỉ biết là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó là phần danh. Và mình chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Ở trong tạng kinh thì chỉ trình bày có bao nhiêu đó. Nhưng mà mình học thêm ở trong vi diệu pháp á, thì mình sẽ biết chi tiết hơn, là thọ uẩn ở đây nó là tâm sở thọ, tưởng uẩn ở đây nó là tâm sở tưởng, hành uẩn ở đây nó là chỉ cho 50 tâm sở, và thức uẩn đó là chỉ cho 189 hoặc là 121 tâm. Mình học ở trong tạng kinh thì nó ở trong quy diệu pháp thì nó chi tiết như vậy. Và ở trong ví dụ ở trong 121 tâm đó thì ở trong quy diệu pháp mình còn phân ra sao, nó các tâm nào nó thuộc về tâm bất thiện, tâm nào thuộc về tâm thiện, rồi tâm thiện đó tâm tham nó có cái mức độ nào, tâm tham trạng thái như thế nào. Thì nghĩa ra trong vi diệu pháp là trình bày cặn kẽ hơn so với là ở trong tạng kinh, tổng quát hơn. Tại vì ở trong vi diệu pháp đó là chủ yếu là phân tích những gì đã có trong tạng kinh và phân tích chi tiết hơn. Cho nên vi diệu pháp người ta còn gọi là cái mình thì mình nói là theo cái truyền thống Phật giáo Theravada thì mình vẫn tin đó là cái vi diệu pháp là hoàn toàn là lời dạy của Đức Phật, hoàn toàn là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu mà theo cái cuộc kết tập tam tạng thì chúng ta thấy là đến cuộc kết tập tam tạng lần thứ ba, lần thứ tư thì mình mới có là cái bộ vi diệu pháp, tức là thời vua Asoka. Thời đó thì mới có cái bộ vi diệu pháp. Còn trước đó thì chúng ta chỉ có là tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Và cái chữ vi diệu pháp được đề cập ở trong tạng kinh đó, chúng ta thấy rất là ít. Chỉ có một vài bài kinh có đề cập đến cái chữ là Abhidhamma thôi. Chỉ có một vài bài kinh này thích Abhidhamma thôi. Cho nên vi diệu pháp đó, các nhà nghiên cứu người ta còn gọi nó là một cái bộ luận. Lý do đó là nó giải thích cặn kẽ những gì đã có ở trong kinh tạng mà người ta chưa hiểu rõ. Mà cái đó chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Tại vì Đức Phật ngày thuyết giảng là vì căn cơ của cái con người ở thời đó, người ta đã tạo nhiều cái phước báo bằng mặt. Chỉ cần người ta nghe một bài kinh, một bài kệ là người ta đã chứng đắc được thánh quả. Ví dụ như là chúng ta thấy là năm vừa kỳ trần nhi họ chỉ nghe hai bài kinh. Một đó là bài kinh kinh chuyển Bắc Luân, bài kinh đó giúp họ chứng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn. Rồi sau đó Đức Phật ngày giảng thêm cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì họ chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Thì chúng ta bây giờ chúng ta đọc lại cái nội dung ở trong hai kinh đó và theo cách hiểu của mình á, thì nó cũng đơn giản. Dạ, nhưng mà mình không chứng đắc được thánh quả, tức là mình cũng hiểu mà hiểu theo cách của mình cho nên mình không chứng đắc được thánh quả.
Yeah. Trong khi đó bài kinh đó là các vị ngày xưa người ta nghe là người ta chứng đắc được thánh quả. Là vì sao? Là vì cái phước trí của họ tạo nó đã chín mùi, và nghe cái cách hiểu của họ, họ hiểu khác hơn mình, và nhà đó mà họ chứng đắc được thánh quả. Và Đức Phật Ngài cũng không cần nói nhiều nữa. Dạ, yeah. Ngài chỉ nói đơn giản như vậy là họ đã chứng đắc được thánh quả. Dạ, yeah. Nhưng mà cái phần đó là cái phần là chúng ta thấy là trong cái diệu pháp sẽ giải thích rất là nhiều. Thí dụ như là trong bài kinh Vô Ngã Tướng mà nói về sắc thọ tưởng hành thức, thì giờ chúng ta thấy là sắc thọ tưởng hành thức đó mà giải thích theo cái bộ pháp tụ này, thật ra là trong cái bộ pháp tụ này giải thích cho mình đó là chỉ là sắc thọ tưởng hành thức thôi, không có gì hết á. Ừ. Đầu đề tam, đầu đề nhị gì đó cũng vẫn là nói về sắc thọ tưởng hành thức thôi, nhưng mà bằng nhiều cách khác nhau. À, bằng nhiều cách khác nhau. À, nói ở góc độ này, ở góc độ kia, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong đó. Dạ, yeah, nằm ở trong đó thôi. Dạ. Yeah. Thì nhưng mà đến khi mình học xong á, mình hiểu thêm. Mình hiểu thêm, mặc dù đó nó vẫn chưa giúp mình chứng đạt được thành quả, nhưng mà ít nhất là mình cũng hiểu thêm cái tri văn. Giống như sư nói bây giờ, trước đây là mình học đọc ở trong tạng kinh, mình chỉ thấy là cái này là sắc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là hành, cái này là thức. À, mình chỉ hiểu được bao nhiêu đó. Nhưng bây giờ mình học thêm ở trong bộ diệu pháp, biết là cái sắc ở đây đó là nó gồm mà 28 sắc pháp, trong đó nó có 4 sắc cơ bản, đó là đất, nước, lửa, gió. Đất là gì? Đất là cái gì mà nó khi mình chạm vào, cái đất nó không phải là mình nhìn thấy, mình nhìn thấy thì nó là cảnh sắc chứ không phải là đất. Yeah. Mà đất là cái gì mà mình chạm vào mà nó cứng cứng mềm mềm thì cái đó nó gọi là đất. Rồi nước cái gì mà nó có tính cách thấm rịn hoặc kết dính, thì là nước. Còn nước mà mình nhìn thấy cái đó nó là cảnh sắc. Cái nước mà mình đang nhìn thấy đó thì nó là cảnh sắc chứ không phải là nước. Cái nước thì nó là có tính chất đó là thấm rịn. Còn cái nước mình nhìn thấy đó nó là cảnh sắc, và nước đó là theo cái chế định thôi, nó không phải là nước theo thực tính. Nước theo thực tính thì nó có tính cách kết dính hay là thấm rành. Xin ví dụ như là chúng ta có cái bàn, cái ghế, có cái máy vi tính, cái món đồ này món đồ kia, mà chúng ta thấy là nó có lớn nhỏ khác nhau. Nó là tại sao nó là có, ví dụ mình có một cái quyển sách có trang lớn như A5 A4, tại sao nó lại A5 A4 và nó có thành cái trang như thế này, là nó do có cái chất nước là cái chất kết dính cho nó có được một trang như thế này. Chứ thật ra là sao? Hai cái nghiên cứu của vật lý thì là nó là các hạt nhỏ được kết hợp lại và nó được dính như thế này, đó là theo diệu pháp, đó là nó do nhờ cái chất nước nó kết dính lại. Cho nên mà không có nước thì nó là rời rạc rồi. Ừ. Rồi nó có tính chuyển động. Thì cái tính chuyển động đó nó là gió. Theo cái diệu pháp. Rồi nó nóng lạnh. Nóng lạnh, ví dụ như là các vật mình sờ vào chúng ta thấy là nó đi có tính nóng lạnh. Thì đó là cái chất lửa. Cái chất lửa. Thì khi học về những diệu pháp như vậy, mình xem lại trong cơ thể của mình, thì chúng ta thấy là sao? Khi mình sờ vào cái tay, cái chân, chúng ta thấy nó cứ mềm mềm. Bình thường thì mình đó là cái tay, cái chân của mình, nhưng mà khi mình học về diệu pháp, mình sẽ biết là cái này là sao? Nó là thành phần thuộc về chất đất. Chất đất, rồi mình sờ thì nó có là cái mát mát, hoặc là mình sờ qua sờ lại một hồi thì nó nóng. Thì đó là cái chất lửa. Chất lửa. Và chúng ta thấy là cái cơ thể mình mà nó kết dính được như thế này, có tay chân như thế này, là nó do có cái chất nước nó kết hợp lại.
rồi chúng ta đi đứng được thì ở đây là điều khiển của tâm, nhưng mà nó phải có cái sự chuyển động của gió, sự chuyển động của gió. Thì đó là cái ở trong cái phần vi diệu pháp á, họ sẽ giúp mình hiểu rõ thêm ở trong tạng kinh, tức là cái cách giải thích cho mình hiểu rõ thêm ở trong tạng kinh. Cho nên người ta gọi vi diệu pháp đó là một cái bộ luận, một cái bộ luận. Tại vì để mình dùng để mình giải thích một cái gì đó nó đã có trước đây, thì người ta gọi là cái cách lý luận để mình hiểu. Và này, nếu mình xem nội dung ở trong cái vi diệu pháp này, đúng là cách giải thích để cho mình hiểu rõ thêm những gì đã có trong tạng kinh. Thật ra chúng ta đọc bằng ở trong tạng kinh, nếu mà không có sự giải thích thêm của vi diệu pháp thì có những điểm là mình sẽ không hiểu rõ. Thì ví dụ như là khi mà nói về, ví dụ nói về bốn loại nghiệp, ở trong đó mình nói về nghiệp không đen không trắng, cho quả không đen không trắng, nghiệp không đen không trắng là cho quả không đen không trắng. Thì thật ra nếu mà không học cái diệu pháp để mình giải thích cái nghiệp không đen không trắng, mình không biết giải thích như thế nào. Nghiệp không tốt không xấu, nghiệp không tốt không xấu, nếu mình giải thích mình chỉ giải thích được chừng đó. Nhưng mà nếu mà học ở trong diệu pháp thì mình sẽ nói là, tức là nếu mà tâm bất thiện á, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp ác, người ta gọi là đó là cái nghiệp đen, và nó sẽ đưa đến cái kết quả đen, đó là cái quả báo xấu. Còn nếu mà tâm thiện á, thì người ta gọi nó là cái nghiệp trắng, và nó cho, vì nó cho cái kết quả tốt thì đó là cái quả trắng. Mình giải thích được như vậy. Còn ở nghiệp không đen không trắng á, thì ở đây nó có một loại tâm, có một loại tâm gọi là tâm tố của vị thánh A-la-hán đã đoạn trừ được tất cả các phiền não. Và tâm đó, khi mà hành động bằng tâm đó, nó sẽ không đưa đến cái kết quả, không có cho quả nó là thiện hay là bất thiện. Và vì hành động nó không đưa đến cái kết quả không thiện hay là không bất thiện á, cho nên người ta gọi nó là không đen không trắng, hoặc nó cho cái kết quả nó là không đen không trắng. Cái tâm để làm cái công việc đó là cái tâm tu hay là tâm duy tạng, gọi là kiriya. Trong ly thì sử dụng cái chữ là kiriya citta, tức là tâm mà nó chỉ có hành động mà nó không có lưu lại cái kết quả, tức là không tạo ra cái nghiệp, tạo ra quả để đưa đến tái sanh, giống như là tâm thiện và tâm bất thiện. Và chỉ cách giải thích đó theo cái vi diệu pháp thì nó mới rõ. Còn nếu mình giải thích ở trong tạng kinh thì giống như sư nói, mình chỉ nói được đó là, tức là hành động mà không có tốt không có xấu. Nó đâu có hành động gì mà không có tốt không có xấu. Một là tốt, hai là xấu. Nó chỉ có như vậy. Nhưng mà ở đây cái cách lý giải đó là sao? Bằng một cái loại tâm, bằng một cái loại tâm, bằng một cái loại tâm. Nó cũng không, cái không tốt không xấu ở đây nó cũng không phải là tâm xả, nó phải là bài tâm xả, nó phải vậy. Tại vì chúng ta thấy là trong tâm tố của bậc thánh A-la-hán vẫn có những tâm tố là thọ hỷ, tâm tố là thọ xả, cho nên nó không phải là không tốt không xấu, tức là trung bình, nó phải vậy. Nó hoàn toàn không phải như vậy, mà nó là một loại tâm, mà nó hành động mà nó không đưa đến kết quả, đưa đến tái sanh, tức là để lưu lại cái kết quả để đưa đến tái sanh, cho quả tốt hoặc là quả xấu, nó có vậy. Thì chỉ có trong vi diệu pháp thôi thì mình mới giải thích cái nghiệp không đen không trắng là nó rõ nhất. Và cái cách giải thích này, nếu mà người không học vi diệu pháp, chúng ta giải thích người ta cũng rất khó chấp nhận, người ta không hiểu, mà người ta hiểu theo cái cách khác, tức là không tốt không xấu, tức là cái dạng trung bình, người ta hiểu vậy. Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy.
một là tâm thiện, hai là tâm bất thiện nếu mà hành động. Chứ nó không có dạng là trung bình, nó không có. Nó có dạng là hành động trung bình, nó không có. Một là hành động bằng tâm thiện, hai là hành động bằng tâm bất thiện, nó chỉ có như vậy. Cái này thì chỉ có mà chúng ta học quy diệu pháp thì chúng ta mới phân được những cái đó, còn không. Thì đó là cái đề danh sách để xem coi bây giờ còn mấy phút nữa, còn 15 phút hả, 5 phút để coi thêm một đề nữa đi ha, một đề nữa đi. Như đề số 10, như đề số 10, như đề số 10 đó là mình có câu pháp đó là mình có câu pháp là quyết trai chát không bắt tan hai chát, tức là vô minh và hữu ái. Vô minh và hữu ái thì hôm trước mình có học một cái, mình có học cái đề đầu tiên đó là có liên quan đến chữ các pháp thuộc phần minh, các pháp thuộc phần vô minh. Thì cái vô minh hôm trước mình học đó là cái vô minh thì chi pháp của nó là si tâm sở, và các pháp nào mà nó có si tâm sở tham dự thì cái pháp nào nó cùng sanh với si tâm sở thì cái pháp đó thuộc phần vô minh. Thuộc phần vô minh thì hôm trước là mình đã kể hết tất cả các tâm bất thiện cùng với các tâm sở phối hợp với các tâm bất thiện đó, là vì si tâm sở nằm ở trong nhóm si phần, mà nhóm si phần thì nó có mặt trong cả 12 tâm bất thiện, trong 12 tâm bất thiện. Thì cái đó là cái bài học mình học hôm trước. Và hôm trước mình cũng có đã nói, cũng có liên quan đến cái chữ vô minh. Chữ vô minh tức là không biết pháp đáng biết, hay là nói cụ thể là không biết gì để đó là khổ đế, tập đế, dị đế, đạo đế. Cái nào là trình bày mà chúng ta gặp nhiều nhất, nhiều nhất đề cập đến khi mình nói đến vô minh tức là không biết về bốn đế. Nhưng mà thực chất là sao? Thực chất đó là ví dụ như là bây giờ không biết về năm uẩn theo pháp thực tính thì nó vẫn là vô minh, nó vẫn là vô minh. Hoặc là không biết về các nội xứ, các thứ vẫn là vô minh. Lý do là sao? Lý do là tại vì mình không biết cái, nếu mà thì mình không thể tu tập được. Ví dụ như là không biết sắc đó, sắc quẩn nó chỉ là đất nước rượu gió, thọ quẩn nó chỉ là tâm sở thọ, thì nó dẫn đến là sao? Sắc này là của ta, và trong kinh thường hay miêu tả đó là sắc này là của ta, trong ta có sắc. Hoặc là trong bài kinh căn bản pháp môn nó còn nói là ví dụ như là trong người ta chấp thủ đối với thân này đó là trong đất có ta, trong ta có đất, đất này là của ta, như vậy. Thì đó là sao? Do không biết là nó chỉ là đất nước, là do vô minh, do vô minh.
chứ không phải là bài mà cái này là tổng quát nhất thôi, còn bài chung nhất hay tại vì chúng ta kinh dù giống chung bố trong thì trong đó chúng ta có một cái câu đó là tất cả các tiền pháp á, đều nâng tứ thanh đế. Nằm trong tứ thanh đế giống như là tất cả các dấu chân á, đều nằm ở trong dấu chân voi, không có dấu chân nằm lớn hơn. Thì thật ra cái câu đó nếu mình phân tích á, cái câu mà tất cả các tiền pháp đều nằm ở không ngoài tứ thanh đế, thì thật ra trong câu đó khi mình phân tích á, chúng ta thấy là ví dụ như là trong đạo đế đi thì nó là thiền pháp thuần tí là phải rồi, tại đạo đế nó là bát thanh đạo. Trong việc đế thì chỉ cho niết bàn, việc đế thì chỉ cho niết bàn. Thì nếu mình liệt kê bị khí cảnh tốt thì vẫn là tốt. Bây giờ tập đế, tập đế là gì? Tập đế ái pháp được, cho nên tất cả các pháp đều nằm ở trong tứ đế, chẳng lẽ thiền pháp nó cũng nằm trong trong tập đế. Cho nên cái tập hay bắt khi mình nói như vậy thì tập rồi khổ đế. Khổ đế nếu mình nói theo trong tạng kinh ấy, thì chúng ta gì sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, ái biệt ly là khổ, thương gặp nhau là khổ, ghét phải sai là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ. Thì chúng ta thấy là nếu mà nói theo ở trong tạng kinh á, khổ đế không có cái nào thiền hết. Nhưng mình nói bây giờ pháp á, thì khổ đế nó có thiện. Khổ đế có thiện làm sao? Tại trong bây giờ pháp á, nếu mình tính chi pháp á, tức là 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Thì là chi pháp của khổ đế. Thì trong 80 thì chúng ta có là tâm bất thiện và tâm thiện, thậm chí là tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, nó thuộc chi pháp của khổ đế. Thì như vậy nếu mà nói theo bi diệu pháp đó, thì khổ đế nó có cả thiện lẫn bất thiện rồi cả vô ký, nói theo bi diệu pháp thì được. Tương tự đối với tập đế, nếu nói theo tạng kinh thì tập đế chỉ là ba loại ái, đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Nhưng về tập đế nói theo tạng kinh thì nó chỉ là bất thiện, nó có thiện. Nhưng mà nếu tập đế phân tích theo vi diệu pháp, theo trong vi diệu pháp tập đế là gì? Ở trong vi pháp định nghĩa cho mình, ở trong bộ phân tích định nghĩa cho mình là gì? Ái là tập đế, rồi ngoài ái các pháp bất thiện còn lại là tập đế, ba nhân thiện các pháp thiện là tập đế, rồi ba nhân thiện là tập đế, rồi ba nhân thiện hay là các pháp thiện bao nhiêu đó đi, bao nhiêu đó thì chúng ta thấy là sao? Trong trường hợp đó, trong tập đế vẫn có thiện. Tại sao trong tập đế vẫn có thiện? Ví dụ như là bây giờ mình làm phước bố thí và mình nguyện đó là tái sanh ở cõi trời, thì làm phước bố thí đó là làm bằng tâm thiện.
Dạ, nhưng mà nó bị chi phối bởi tâm tham tà kiến, còn chấp là có ta ở đó và muốn ta nó được tái sanh ở cái ở cõi trời. Dạ, cho nên mặc dù là thiện nhưng mà nó vẫn thuộc về tập đế. Vì sao? Nó đưa đến sự tái sanh. Nó đưa đến sự tái sanh. Dạ, thì các thân tích tập đế mà theo ở trong vi diệu pháp đó, thì nó mới có thiện. Thì nó có thiện, còn nếu mà nói theo ở trong tạng kinh thì chỉ gom gọn lại đó là trong ba loại ái, hoặc là nhiều loại ái khác nhau nhưng mà vẫn là bất thiện. Thì đó là nói cái vô minh mà thường mình chỉ đề cập đó là vô minh, tức là không biết về tứ đế. Mà thật ra thì có nhiều cách nói khác nhau, có nhiều cách nói khác nhau. Chẳng cái cách này là cách trình bày tổng quát mà thường các kinh nếp bán kinh chẳng hạn, mà trình bày khác nhau nữa được gọi là vô minh. Thì không biết về tập đế trong trường hợp này đó là em chỉ ba loại trí, tức là không có ba loại trí này. Thứ là sự thật trí, thứ hai là phần dự trí và dị tác trí. Sự thật trí đó là bốn sự thật, đây là khổ, biết đây là khổ tập, biết đây là khổ diệt, biết đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, thì ta gọi là sự thật trí. Tức là biết cái đó là bốn sự thật mà nó không thể thay đổi, dùng tâm chấp nhận nó thì nó vẫn không thay đổi. Phần sự trí tấu cái nào nó làm gì, ví dụ như là khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp đoạn trừ, diệt đế là pháp cần phải chứng ngộ, ra đạo đế là pháp cần phải tu tập. Rồi dĩ tắc trí nó là cái trí mà biết được là mình đã hoàn thành nó, xong nó. Thí dụ như là biết được khổ đế là mình đã biết rõ nó. Rồi đế là biết được nó, và diệt đế là mình đã chứng ngộ được nó, và đạo đế là mình đã tu tập hoàn thành. Đã tu tập được hoàn thành. Thì đây là nói về không biết về, tức là không có được ba loại trí này. Ba loại trí này. Còn mình á, mình ví dụ mình học giáo lý xong, thì nếu mình có biên đế thì mình vẫn biết bằng trí văn thôi, vẫn mới biết bằng trí văn, hoặc là có chăng là có thêm được một tí tư. Một tí tư thôi, chứ mình chưa có được ba loại trí này. Mình chưa có được ba loại trí này. Chỉ được thánh quả thì mình mới có được ba loại trí này, còn mình chỉ có được một ít trí văn rồi trí tư. Còn nếu mình có được trí tu thì vẫn trong cái cách là mình đang thực hành thôi, chứ mình tức là chưa có được thực sự. Tại chỉ để chứng ngộ được cái trí tu sẽ vô minh, thì chi pháp của nó là cái hôm trước mình học thôi, đó là tâm sân si. Về ái, cái chi pháp của nó là tham.
tại nó có tính cách đó là dính mắt. Ba loại đó là dục ái, là sự dính mắt trong việc hưởng thụ dục. Hữu ái là sự dính đối với cảnh giới tái sanh. Phi hữu ái, phi hữu ái ở đây nó liên quan đến cái tà kiến là thường kiến hay là độc kiến. Tức là cái tà kiến cho rằng đó là đoạn kiến, xin lỗi, liên quan đến đoạn kiến. Tức là tà kiến cho rằng đó là sau khi chết là hết, hay là không có những hành động thiện hay là ác để sau khi chết đi đến cảnh giới tái sanh. Thì cái ái mà có cái trạng thái tâm như vậy thì người ta gọi nó là phi hữu ái. Một là một cái lực mà cái này tức là có hữu kiến từ động kiến. Vị trí pháp của ái thì nó chỉ là tham. Tham như nó lúc nãy, vì cái ái nó có cái tâm, mặc dù nói là ái tức là sự mong mỏi, sự muốn gì đó, mà cái gốc của ái dính mắt. Đó là một cái trạng thái tâm dính mắt. Thái tâm dính mắt. Đó là cái câu 10, nhị đệ thứ 10, câu pháp 19 và 20. Bữa nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin mời này, một bộ sư Thích Ca. Dạ, bài học đến đây là kết thúc. Chúng con xin cái đêm sơ dành thời gian dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui. Bây giờ xin mời chị Trịnh Hạnh, đại diện lớp đồng tại Kinh Hồ Hướng Phước với Chị Hương. Xin mời chị. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, con kính chào sư. Con xin thay mặt với cô Vinh Nữ, quý học viên trong room và hướng thứ báo với học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha pamatha devana kamahita bốn nhãn đồ anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasatha cha pamatha devana kamahita bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô gà rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na gà ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na gà ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô bốn nhãn a sa wa kha ya wa hang ho tu a na ga te ka le sa thu sa thu sa thu sa thu. Dạ, tại kinh thương đồng hồ hướng phước đã xin mời lớp thầy. Dạ, con kính thưa sư buổi học hôm nay. Dạ, con kính thưa sư buổi học hôm nay ạ. Xin chào cả lớp.